thưa quý vị, chào quý vị đến với chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào các chủ đề. Nền kinh tế nông thôn đã chuyển đổi tích cực sang hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Người nông dân sống được bằng những công việc ngay chính trên mảnh đất của mình. Cơ cấu nông nghiệp thu hẹp lại nhưng giá trị gia tăng vẫn không ngừng tăng lên. Sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền từ chủ trương chính sách đến đầu tư đã nâng đỡ kinh tế nông thôn phát triển đúng định hướng. Và sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Thưa quý vị, theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 được Quốc hội thông qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2024 phải đạt từ 6,0 đến 6,5%. Để đạt được mục tiêu này thì các giải pháp tín dụng là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo thống kê thì tốc độ tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2024 của cả nước đạt được khá thấp. Chính phủ đã yêu cầu thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Song song đó, phải kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xác định điều hành tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024 khoảng 15% để đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy kinh tế bằng công cụ tín dụng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 1 năm 2024 tại các tổ chức tín dụng cho thấy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2024 chỉ kỳ vọng đạt 14,2% và đến kỳ điều tra quý 2 năm 2024, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 13,6%, thấp hơn mục tiêu định hướng là 15%. Đến thời điểm 24 tháng 6 năm 2024, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng thêm 4,45% so với cuối năm 2023, bình quân mỗi tháng tăng khoảng 0,73%. Tuy nhiên, trên thực tế thì dư nợ tín dụng chỉ thực sự bắt đầu tăng từ tháng 3 năm 2024, còn trong 2 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng hàng tháng đều bị sụt giảm so với thời điểm cuối tháng trước và cuối năm 2023. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 6 năm 2024, dư nợ tín dụng đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2023. Đây là một mức tăng cao hơn so với mức tăng của cả nước, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng phát triển kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa đã giúp cho giá trị kinh tế nông nghiệp tăng lên dù tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GRDP giảm đi. Sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và chính quyền là lực đẩy để kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh định hướng phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Còn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, 4 trụ cột kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu đã thay đổi theo hướng phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Để nông nghiệp xứng đáng là một trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn này, tỉnh đã có sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng nhằm kéo mạnh khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, giúp kinh tế nông nghiệp có cơ hội tăng trưởng. Trước đây, huyện Châu Đức là một vùng nông thôn nghèo của tỉnh. Tại thời điểm thành lập huyện Châu Đức năm 1994, toàn huyện chỉ có khoảng 388,5 km đường giao thông các loại, trong đó đường bê tông nhựa và láng nhựa chỉ có khoảng 108 km. Sau 30 năm thành lập, Châu Đức hiện có hệ thống giao thông các loại là 1.367,5 km, tăng 252% so với năm 1994. Trên 90% số tuyến đường giao thông liên thôn, ấp đã được bê tông hóa và nhựa hóa. Việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân thuận lợi. Giao thông là tác nhân khiến kinh tế huyện Châu Đức tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một huyện đi đầu trong phong trào nông thôn mới. Còn đây là con đường 994 mở rộng, sẽ kéo dài gần hơn những khu vực nông thôn của huyện Xuyên Mộc với các đô thị khác trong tỉnh. Chủ trương xây dựng con đường này được quyết nghị trong giai đoạn 2020-2025
được khởi công năm 2023 và dự kiến hoàn thành năm 2026 sẽ mang đến sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo cơ hội cho kinh tế nông thôn của huyện Xuyên Mộc phát triển. Với con đường này, huyện Xuyên Mộc sẽ trở thành trung tâm của tuyến du lịch ven biển chạy dài từ Vũng Tàu qua Bình Thuận. Thưa quý vị, ngoài hạ tầng kỹ thuật như điện, đường, trường trạm, thì các chủ trương chính sách hướng về phát triển nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng giúp cho kinh tế nông thôn tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một định hướng đúng đắn để kinh tế nông nghiệp gia tăng giá trị. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đang chú trọng xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các chính sách của nhà nước được tỉnh triển khai sâu rộng như Nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Nghị định số 98 ngày 5 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và nhiều chương trình khác. Để thu hút kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều huyện Châu Đức đang có kế hoạch kêu gọi đầu tư tại các khu đất ở xã Xuân Sơn và xã Quảng Thành, từng bước hình thành trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực này. Đối với diện tích nông nghiệp của Châu Đức thì hiện nay khoảng 35.000 hectare, chúng tôi cũng đã định hình những cái vùng nguyên liệu. Tuy nhiên thì với một cái điều kiện kinh tế hiện nay thì chúng tôi cũng tính toán ở mức độ vừa phải. Do vậy thì cái việc phân vùng, bố trí để sản xuất các cái vùng nguyên liệu trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã tính toán tới và sản xuất những cái mặt hàng chủ lực để tạo cái nguyên liệu giúp cho các cái doanh nghiệp kết nối để chế biến và tiêu thụ để xuất khẩu. Thứ nhất là phải tuyên truyền, định hướng cho bà con nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, organic, thì đây là một điều kiện tiên quyết mới có thể đưa sản phẩm nông nghiệp của Châu Đức sang nước ngoài nhiều hơn nữa. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ cho nông dân trồng và chăm sóc những loại cây có thế mạnh, có đầu ra tương đối ổn định. Cái thứ ba nữa là tranh thủ căn cứ các quy định hiện hành để tạo điều kiện cho nông dân làm cái chứng nhận hữu cơ. Đây là vấn đề then chốt. Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chính sách phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã mang lại hiệu quả đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp và người nông dân. Nhiều chương trình hợp tác ra đời và tạo nên được chuỗi cung ứng nông sản bền vững, làm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên thương trường. Chúng tôi tập hợp các cái nông hộ trồng cacao cũng như một số cây trồng khác để chúng ta mục đích là tập hợp bà con để có một cái hệ thống sản xuất về hướng sạch, đồng thời là chúng tôi chuyển giao kỹ thuật rồi cung cấp đầu vào như giống rồi phân bón, tổ chức bà con sản xuất và thu gom toàn bộ cái sản phẩm của bà con nông dân làm ra. Đây là một cái chúng tôi đang hình thành và chúng ta đang hướng cho bà con đi vào một cái hệ thống. Chúng tôi được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái dự án xây dựng cái chuỗi liên kết, thì vừa doanh nghiệp vừa hợp tác xã và bà con nông dân liên kết lại với nhau để làm sao mà có một cái chuỗi để giúp cho bà con vừa trồng và tiêu thụ toàn bộ cái sản lượng của các cái xã viên cũng như bà con nông dân làm ra. Để đưa các chủ trương chính sách của nhà nước đến với vùng nông thôn, hệ thống chính quyền cơ sở đã nỗ lực triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp hỗ trợ người dân. Các cái người mà sản xuất kinh doanh chính trên địa bàn của xã hiện nay thì có là cái sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về trồng rau sạch, về dưa lưới, rồi các cái mô hình du lịch cộng đồng. Như ở Long Mỹ thì có cái vườn dừa chiều mến. Theo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban thì cũng đã thành lập ra các cái vùng sản xuất. Thì Long Mỹ sẽ là cái vùng sản xuất nông nghiệp về chiên về rau. Thì căn cứ vô đó thì thực hiện theo cái đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện. Thì các ngành của huyện cũng như của tỉnh đã hỗ trợ cho địa phương cũng như người dân trong việc chuyển đổi sản xuất và ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật để làm sao nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như sản lượng của sản phẩm.
Hội đoàn thể các cấp đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế theo những định hướng của nhà nước. Trong đó được đánh giá cao là các chương trình trợ vốn và hỗ trợ kinh nghiệm phát triển kinh tế. Nhờ những chương trình này, người nông dân có chỗ dựa vững chắc vào khoa học công nghệ hiện đại để yên tâm phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đối với hội nông dân xã cũng là tham mưu cho lãnh đạo hội nông dân huyện mở các lớp tập huấn như khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao cũng như là các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi để bà con tiếp cận đảm bảo cái an sinh xã hội trên địa bàn xã. Đối với thị trường đầu ra thì trên địa bàn xã Bầu Chinh thì chúng tôi cũng là thị trường đầu ra thì chúng tôi cũng là tập trung vào định hướng cho bà con những cái gắn với cái cây trồng vật nuôi nào phù hợp với thực tiễn, tình hình thực tế để giúp cho bà con tiếp cận được và ổn định được cái cuộc sống cho bà con hôm nay. Thưa quý vị, sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền từ các chủ trương chính sách đến sự đầu tư đồng bộ cho khu vực nông thôn quyết định sự tăng trưởng ổn định ở khu vực này. Trong giai đoạn 2026 đến 2030, nông nghiệp không còn được xác định là một trụ cột kinh tế. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh tế quan trọng của Bà Rịa Vũng Tàu và vẫn sẽ có những mục tiêu mới phù hợp với định hướng phát triển tại địa phương. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ phát sóng này của tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.